I'm in the forest. Come alive. Walk and talk on the count of five. 1, 2, 3, 4, 5. 哇 ！Hello， what's up, you guys? I'm Jenny. 小高 em lại là cô Jenny đây.Ôi sao cô Jenny xuất hiện nhiều vậy? À, bởi vì cô Jenny có một sứ mệnh rất là đặc biệt, đó chính là giúp các bạn học tiếng Anh thật là giỏi đấy. Và ngày hôm nay, cô cùng các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về một chủ đề vô cùng thú vị và cũng rất là quan trọng đấy. Chủ đề này có liên quan đến một chút về toán học. Các bạn có đoán ra đó là chủ đề gì không? À, cô nghe một vài bạn nói rồi nhá. Đúng rồi, và ngày hôm nay chúng ta sẽ học với nhau về chủ đề về hình khối.Vậy từ hình khối chúng ta sẽ nói như nào nhỉ? Chúng ta sẽ nói theo cô nhé. Shapes, shapes, shapes. Cùng cô đánh vần nào. S, H, A, P, E, S. Shapes. Cùng cô tìm hiểu chi tiết nhé. Let's go. Hình đầu tiên cô và các bạn sẽ cùng tìm hiểu đó chính là heart. Heart.Có đâu các bạn biết heart có nghĩa là hình gì đấy? Ha, rất dễ dàng phải không các em? Đó chính là hình trái tim. Hình trái tim đọc là heart. Đọc lại cùng cô nào. Heart. Heart. Một lần nữa nhé. Heart. Bây giờ hãy cùng cô đánh vần. H E A R T. Heart. Heart.I love you with all my heart. Tôi yêu bạn bằng tất cả trái tim. Heart. Heart. Very well done. Hình tiếp theo cô và các bạn cùng tìm hiểu đó chính là hình square. Square. Square có nghĩa là hình vuông các em ạ. Đọc theo cô chính xác từ này nhé. Square. Một lần nữa nào. Square.Square. Bây giờ hãy cùng cô đánh vần từ này nhé. S Q U A R E. Square. Square. Đọc lại thật nhiều lần từ này các bạn nhé, bởi từ này cũng khá là khó nhớ đấy. Hình tiếp theo của chúng ta đó chính là hình circle. Circle. Circle là hình tròn đấy các em ạ.Đọc lại theo cô nào. Circle. Circle. Một lần nữa nhé. Circle. Very good. Bây giờ hãy cùng cô đánh vần từ này nào. C I R C L E. Circle. Circle. Very well done. Hình tiếp theo của chúng ta đó chính là hình lục giác các em ạ. Hình lục giác trong tiếng Anh sẽ đọc làhexagon. Hexagon. Đọc lại cho cô từ này nhé. Hexagon. Chậm hơn nữa nào. Hexagon. Hexagon. Very good. Bây giờ hãy cùng cô đánh vần nào. H E X A G O N. Hexagon. Hexagon. Very goodHình tiếp theo của chúng ta đó chính là hình tam giác. Hình tam giác chúng ta sẽ đọc là triangle. Triangle. Đọc lại theo cô nào. Triangle. Chậm hơn nữa nhé. Triangle. 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 Very well done. Oval. 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 Oval.Là hình trái xoan các em ạ. Hãy cùng nói với cô từ oval lại nhé. Oval. Oval. Chậm hơn nữa nào. Oval. Oval. Bây giờ cùng cô đánh vần nào. O V A L. Oval. Very well done. Hình tiếp theo của chúng ta đó chính là hình chữ nhật các em ạ. Hình chữ nhật trong tiếng Anh sẽ đọc làrectangle. Rect
rectangle. Đọc lại theo cô nào. Rectangle. Một lần nữa nhé. Rectangle. Very good. Bây giờ hãy cùng cô đánh vần nào. R-E-C T-A-N-G L-E Rectangle. 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 Nhớ, đó là hình chữ nhật các em nhé. Very good. Pentagon. 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 Đó là hình tiếp theo của chúng ta. Và nó là hình ngũ giác đấy các em ạ. Đọc lại theo cô nhé. Pentagon. Pentagon. Một lần nữa thế nào? Pentagon. Một lần nữa nhé. Pentagon. Very good. Bây giờ hãy cùng cô đánh vần nào. P-E-N-T-A-G-O-N. Pentagon. Pentagon. Very well done. Hình tiếp theo của chúng ta đó là hình cross. Cross. Đọc lại theo cô nhé. Cross. Cross. Cross có nghĩa là hình chữ thập các em ạ. Các bạn đọc lại theo cô nào. Cross. Cross. Bây giờ hãy cùng cô đánh vần nhé. C-R-O-S-S. Cross. Cross. Very well done. Hình này rất là quen thuộc với các bạn đấy. Đó chính là hình star. Star. Star có nghĩa là gì các em nhỉ? Đó chính là hình ngôi sao. Bây giờ hãy cùng cô đọc chính xác từ này nhé. Star. Star. Very easy. Bây giờ hãy cùng cô đánh vần nào. It spelled S-T-A-R. Star. Star. Very well done. Như vậy là cô và các em vừa hoàn thành xong bài học về shapes rồi đấy. Bài học về hình khối sẽ giúp cho chúng ta học rất nhiều trong việc học toán ở đây các em ạ. Vậy nên hãy cố gắng xem video của cô thân nhiều lần để học tập và thực hành cùng với cô. Ngoài ra, các bạn cũng có thể tìm thêm bạn bè của mình hoặc bất cứ một ai để thực hành giúp cho chúng ta trở nên nhuần nhuyễn các bạn nhé. Bây giờ cùng cô đọc lại nào. Star. Very good. Heart. Perfect. Square. Good job. Circle. Very good. Hexagon. Awesome. Triangle. Perfect. Oval. Oval. Perfect. Rectangle. Rectangle. Awesome. Pentagon. Pentagon. Cross. Cross. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong rồi. Bây giờ cùng chào tạm biệt cô nào. Goodbye.